Vậy mà có hơn 1 triệu người Việt Nam vô đây khen là vui, là hay. NONO tiếp tục bị cộng đồng mạng tẩy chay lần hai sau màn bóc phốt idol quốc dân David Ngô. Mới đây, NONO đã lên video chia sẻ sự bất bình về việc hàng trăm nghìn người Việt Nam ủng hộ khen nức nở hiện tượng mới nổi TikToker David Ngô chửi bậy văng tục trên TikTok. Ngay lập tức, bài đăng này thu hút rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. NONO bức xúc, tỏ thái độ phản đối mạnh mẽ việc David Ngô liên tục cho ra lò những video tràn ngập tiếng chửi thề, nhưng mọi người lại ủng hộ, vui vẻ với hành động đó của anh chàng. Anh cho rằng nhận thức giới trẻ Việt Nam dạo này chắc hẳn đang có vấn đề, nên mới tung hô một người ăn nói vô văn hóa như vậy lên làm idol. 20.000 người Việt Nam vào đây khen David chửi tục dễ thương quá. Hầu như rất là nhiều bạn đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhà báo đâu, những trang báo mà hay lên tiếng về những cái content bẩn đó, đâu hết trơn rồi. Sao không ai lên tiếng hết trơn vậy? Việt Kiều là được phép chửi tục, còn dân Việt Nam là không được phép chửi tục hay sao? Tư duy của những bạn trẻ Việt Nam đang xính ngoại quá hay chăng? Những bạn làm content creator trong nước lỡ miệng nói những cái câu gì rất không phù hợp một cái á, là đem ra cấu xé, đem ra nói này nói kia để dìm người ta xuống. Còn những cái trường hợp Việt Kiều như thế này á, thì được tung hô là nói chuyện dễ thương, ngây ngô, đáng yêu, tự hào. Cứ nghĩ lên bài như thế thì sẽ được cộng đồng mạng ủng hộ, nhưng cuối cùng NONO lại bị dư luận vùi dập không thương tiếc. Đa phần mọi người đều lao vào, đào lại câu chuyện xưa của anh chàng, lúc anh còn lợi dụng những người già nghèo khó để làm content, câu view, câu like. Và có cả những video anh chàng đưa mỏ hỗn của mình đi khắp mọi nơi review đồ ăn. Bộ anh lễ phép với người Việt Nam lắm hả? Anh ơi, anh nhìn lại mình đi nha! Người ta nói yêu thương dẫn vui với gia đình thôi, cha nội này nhiều chuyện ghê. Anh ơi, anh nên dừng lại đúng lúc đi. Dân tình cho rằng TikToker đang tìm cách lấy lòng cư dân mạng để lên lại vị trí đỉnh cao ngày xưa của mình. Còn bạn, bạn có nghĩ rằng NONO đang lợi dụng content của David Ngô để nâng bản thân mình lên hay không? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!